Ok anh em, đây là một trong những cái phiên bản mà của rất là đặc biệt, một cái phiên bản lấy cái tên là Legender, có nghĩa là huyền thoại. Và cũng chia sẻ với anh em một chút xíu là cái phiên bản Legender này chỉ có thị trường Việt Nam và thị trường Thái Lan thì mới được Toyota sắp xếp và phân bố, tức là sắp xếp và phân phối cái phiên bản này thôi nhé anh em. Ở một số thị trường khác nó lớn hơn mình, ví dụ như Indo hay là Mã Lai hay là Philippines thì nó chỉ có cái phiên bản Sportivo thôi, chứ nó không có phiên bản Legender ha. Thì phiên bản này nó sẽ rất là, nhìn nó rất là khác. Thì ngay từ cái nhìn đầu tiên về cái mặt lưới tản nhiệt phía trước này, anh em sẽ thấy nó sẽ có một cái cụm đèn pha ha. Cụm đèn pha này là full LED và nó sẽ chia làm 1, 2, 3, 4 cái bóng LED kèm theo là cái bóng viền cực kỳ là đẹp nhé anh em. Đèn sương mù phía dưới này cũng là LED. Bộ la răng ở đây á, thì sơn màu đen bóng rất là đẹp ha. Và chiếc xe này là một chiếc xe như mới rồi, và mình bán với giá là 1 tỷ 219 triệu ha. Giá niêm yết của xe này là 1 tỷ 201 triệu. Đối với phiên bản màu trắng nó sẽ đắt hơn 8 triệu. Cái lượng hàng nó rất là hiếm. Hiện tại bây giờ nếu như anh em đi mua mới chiếc xe này thì chắc chắn anh em phải gắn thêm phụ kiện ABC nào đó ha. Còn nói về chiếc xe này thì mình sẵn sàng mình tuyên bố với anh em là chiếc xe của mình là sơn zin 100% nha. Xe vừa đi đúng tròn chèm 10.000 cây và chưa có bất cứ một giọt sơn ngòi nào nhé anh em. Anh em đi một vòng với mình đi ha, để cảm nhận về chiếc xe này. Xe thì quá đẹp rồi ha. Thì Legender thì sẽ được trang bị bộ mâm 18 inch ha. Và cái vỏ này cũng là vỏ Bridgestone đó, nó sẽ có kích thước khác so với cái phiên bản mà hôm trước mình có giới thiệu với anh em một lần rồi ha. Và đối với Legender thì ngoài những cái khác biệt về ngoại thất thì nội thất nó cũng có nhiều khác biệt, và bên trong tính năng của xe cũng nhiều khác biệt, thì lát nữa mình vào trong xe mình sẽ giới thiệu cho anh em. Và đặc biệt anh em thấy này, xe sẽ có camera 360 độ vòng quanh xe. Cái này là camera zin nguyên bản nhé anh em. Rồi, anh em đi một vòng với mình đi nha. Xe này thì như mới rồi, là một siêu phẩm cho nên là chắc cũng không cần nói nhiều về chất lượng xe, không cần soi về keo chỉ hay là gì đâu anh em. Đó, anh em đi tổng quan. Ở đây thì mình sẽ có logo Legender thanh nẹp ngang ở đây. Toàn bộ thay vì mạc rơm như những phiên bản khác thì nó sẽ là được sơn màu đen bóng, vẫn có chữ dập nổi Fortuner. Và cái cụm đèn hậu phía sau này nó khác biệt nha anh em. Để mình bật hai da lên cho anh em thấy. Anh em thấy không? Nó sẽ chạy ha. Nó sẽ chạy y chang như cái Lexus nha anh em nha. Đó, phía trên khác nè, phía dưới up body cũng khác luôn nha anh em. Nè, anh em thấy ở đây nó sẽ thiết kế cái body này, có cái viền nó sẽ khác nha. Bộ mâm này là mâm 18 inch phay xước nha anh em. Rồi, cái viên nẹp ở chân kính này là nẹp chrome zin nguyên bản nha. Nẹp chrome zin nguyên bản chứ không phải là gắn lên ha. Và cốp đèn sau đối với phiên bản Legender này sẽ là cốp điện nha anh em ha. Legender sẽ là phiên bản cốp điện và có đá cốp nha anh em. Có đá cốp, xe này có đá cốp nha. Nói chung cái cốp này là có chống kẹt và đá cốp nha anh em. Rồi, anh em tiếp tục đi một vòng với mình đi. Hiện tại thì xe này là thuộc phiên bản máy dầu số tự động một cầu ha. Đúng rồi. Xe thì được trang bị 4 cảm biến sau và 2 cảm biến trước. Camera 360 độ vòng quanh xe. Rất là đẹp. Đấy, anh em nhìn đi một vòng với mình. Bây giờ mình sẽ dỡ phần động cơ lên cho anh em xem nha. Đây. Đây anh em, máy dầu nổ rất là êm anh em ạ. Phiên bản này hiện tại xe mới, số lượng cũng rất hạn chế và rất là hiếm hàng nha anh em. Tại đây là phiên bản thể thao đặc biệt cho nên là Toyota họ cũng không có sản xuất số lượng lớn đâu anh em. Đây anh em ơi, anh em nhìn sơ thôi, cái này mình quay tượng trưng cho anh em thôi nha. Chứ còn xe này thì nói gì nữa. Ví dụ như đây nè, đây, bạn quay phim có thể nhìn vào đây. Ôi cái máy dầu xe này nó nổ êm kinh khủng ông ơi. Nè anh em nhìn thấy không? Đúng bảy màu chưa? Đúng chất chưa? Đúng chất động cơ chưa? Xe này mình không hề vệ sinh luôn nhé anh em. Có sao để y nguyên vậy ha. Anh em nhìn sơ về cái động cơ ở đây đi, tí đi. Nhìn tất cả về chất xe đi anh em ha. Thấy chưa? Rồi, bạn quay phim quay sơ sơ cho anh em xem. Chứ còn mấy cái xe này thì chắc thôi đi, đừng có bàn tới chuyện keo chỉ nữa nha. Cái này mình gọi là mình quay cho anh em coi để thấy vậy thôi. Đây, keo chỉ đây, gọi là quay tượng trưng thôi nha. Xe này đã sơn zin 100% y chang xe mới thì thôi mình bỏ qua cái bước keo chỉ đi nha anh em, bỏ qua nha. Rồi, 1 tỷ 219 triệu nhé anh em. Đây vỏ xe, đây
Vỏ xe đây, quay tượng trưng thôi nha anh em. Vỏ thì tất nhiên là theo xe hết rồi, nó chưa lủng một lỗ nào luôn đâu anh em. Đây, vỏ mới nè, ngấn xanh ngấn vàng nè, thấy chưa? Anh em thấy cái ngấn vàng ở bên trong nó còn nữa nè, thấy chưa? Đó, vỏ xe thì anh em nhìn phần gầm đi, gầm này thì dơ thôi nha. Đó, thấy chưa? Đó, rồi anh em nhìn nè, cái mâm phay xước cực kỳ đẹp ha. Mâm đẹp quá. Đó, rồi, cửa xe này quay tượng trưng thôi nha anh em. Chứ còn mấy cái xe này là hàng siêu phẩm thôi. Siêu phẩm rồi nha. Keo chỉ phiên bản Legender này làm gọn đẹp quá nha. Đó, quay tượng trưng thôi nha. Đây nữa nè, anh em nhìn cái cùm ngay chỗ cái móc khóa này, thấy chưa? Đúng chất bảy màu ha nha. Rồi anh em nhìn nè, cái ghế này ha, cái ghế đây nó chưa gọi là chưa có dấu mờ luôn ha. Tất cả những mọi thứ này, cái này gọi là siêu phẩm rồi, xe siêu mới rồi. Hoặc là nhìn bệ bước ở đây nè, thấy chưa? Thấy không? Đảm bảo với anh em là xe này không khác gì một chiếc xe đậu trên salon nha anh em. Cái này cũng gọi là một siêu phẩm thứ hai nha. Hàng cực kỳ hiếm và cam kết với anh em là cả Việt Nam chỉ có một mình có một cái chiếc xe Legender màu trắng biển thành phố hàng siêu lướt này thôi nhé anh em. Nha. Xe này mới ra, xe mới còn phải đặt hàng 2-3 tháng mới có thì làm gì có hàng lướt anh em nhé. Đó, mình chia sẻ rất là rõ ràng với anh em ha. Rồi đây. Thôi mình quay tượng trưng như vậy thôi nha. Còn bây giờ thì mình sẽ quay chi tiết hơn về phần nội thất cho anh em coi nè. Đây, bạn quay phim có thể quay về phần cánh cửa. Đối với phiên bản Legender thì anh em sẽ có đèn viền nội thất ở đây. Mấy anh em bên mẹt gọi là đèn ambient light ha. Rồi anh em nhìn tất cả đây, cái tepi cửa của nó và cũng như bộ ghế thì nó sẽ được phối hợp giữa hai tông màu, màu đỏ và màu đen ha. Đây, mình sẽ leo lên xe. Đây anh em ơi, nó cũng giống như phiên bản kia, hai ghế phía trước đều là chỉnh điện hết nha. Tuy nhiên thì phiên bản Legender thì anh em sẽ thấy đây nè, vô lăng của nó sẽ là có những cái đường chỉ khâu nha, màu đỏ ha. Đó, và cái vô lăng của nó làm rất là đẹp ha. Và anh em có thể thấy ở phiên bản Legender thì cái phần màn hình nó sẽ làm bự hơn. Đó, và trên cái phần màn hình này á thì nó sẽ có cái phần bản đồ ở đây luôn nha. Có phần bản đồ rồi nó tích hợp mà camera 360 độ nha. Camera 360 độ thì này là zin theo xe. Thì ở ngay cái công tắc của nó ở ngay phía dưới này nè. À, anh em thấy chưa? Đó, tắt nè. Đó, camera 360 nha. Chuyển các cái chế độ. Đây anh em. Đây nè. Đây anh em ơi. Đây. Đây. Ở phiên bản Legender này thì phía dưới này anh em sẽ thấy rất là nhiều phím nha. Ví dụ phím này là phím tắt hoặc là mở cái chế độ đá cớp nè. Phím này mở cớp nè. Phím này là phím điều khiển cái camera 360 độ vòng quanh xe nè. Phím này là cái hệ thống cảm biến nha anh em. Xe này thì nhiều cảm biến lắm. Đây nè anh em ơi. Đây. Phiên bản Legender ha. Ở đây thì mình sẽ thấy nó có nhiều thông tin nè. Và nó sẽ có odo xe này là 10.500 cây nhé anh em. Đây, về phần nội thất thì tất cả những cái chi tiết thì gọi là như mới nha, như mới, không thể chối cãi được ha. Đây, siêu phẩm nha anh em nhìn nè. Ngay cái phần ốp, ngay chỗ cái phần cần số này chưa có một vết trầy nha anh em, chưa một vết trầy. Xe thì có thể gọi là tiết kiệm chi phí, gọi là thuế biển số này kia, nó lòng vòng nó tiết kiệm cho anh em khoảng chừng 150-160 triệu thôi nha. Những cái hàng lướt như thế này thì vậy thôi anh em, mà chứ cũng không thể yêu cầu cao được nha. Đây nè, là phong trần tất cả mọi thứ ha. Xe thì phải đúng một cái từ là còn nồng nặc mùi mới nha. Đây là phiên bản cao cấp Legender, rất là đẹp. Rồi, ok anh em, bây giờ mình sẽ mở thêm hai ghế sau cho anh em coi nữa nè. Nó là một sự kết hợp giữa hai tông màu nha anh em, đỏ và đen ha. Và cái trần xe nó sẽ làm tối hơn, đen hơn. Đó, thì phiên bản này sẽ có hai cái cổng sạc ở phía đằng sau, ổ cắm điện 220V. Ok anh em, đó là những cái gì mà mình quay về chiếc Fortuner Legender 2020, model 2021. Và mình sẽ bán với giá là 1.219.000.000 nha anh em. Xe hiện tại đang nổ máy rất là ấn tượng với cái bộ đèn LED ở đây ha. Và anh em nhìn nè, cái đèn xi nhan nó đưa về phía dưới cản này, nó chạy theo kiểu laser ha. Rất là nhiều khác biệt ha, và cũng rất là hot hàng. Đó. Ok anh em, chiếc xe này mình sẽ bán với giá là 1.219.000.000 nha. Thì xe đang đậu ở Lê Văn Lương, quận 7. Số điện thoại của mình là 0901 22 6669. Thì mình chia sẻ lại với anh em, đối với những cái hàng siêu lướt mà như thế này á, thì khi anh em mua, thứ nhất là
tiết kiệm được tiền thuế ha. Cái đấy anh em đi nào đi mua xe thì tự tính ha. Tiền thuế xe này thì 120 triệu, tiền biển số 20 triệu nữa là 140 cộng với bảo hiểm nó lầm gầm cỡ 20 nữa thì cỡ 160, rồi đăng ký đăng kiểm, nói chung lòng vòng thì tiết kiệm cho anh em vòng vòng cỡ 160-170 triệu vậy thôi nha. Còn anh em nào có điều kiện thì cứ đi mua xe mới. Còn những cái xe siêu lướt như thế này thì mình cũng chia sẻ với anh em, nó là cái quan điểm nó là như vậy ha. Anh em nào quan tâm thì điện cho Đạt, còn anh em nào có ý định chạy giá thì chắc xin phép mình bỏ qua ha. Rồi cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nhé. Xin chào. Rồi anh em, cái xe Fortuner hôm bữa anh em thấy mình đăng cái xe 221 á, biển 61 á, thì hiện tại mình để cho đi rút gốc rồi nha. Đó, thì khi mà rút gốc á, thì bên công an họ sẽ cấp cho mình một cái biển số tạm như thế này để mình di chuyển cho khách ha. Thế thì những cái xe mà anh em thấy tại sao là ở ngoài Hà Nội á, hoặc là những xe lông anh em thấy ở ngoài Bắc á, thì họ sẽ tháo biển số và có cái hiện tượng là hồ sơ cầm tay. Còn ở miền Nam mình thì hầu như là mình để biển số và không thể nào làm hồ sơ cầm tay được. Tại vì ở thành phố Hồ Chí Minh mình và những tỉnh phía Nam thì sẽ không cho ký nối nha anh em. Đó, thì ví dụ như mình mua xe của khách thì khách ký ủy quyền cho mình và mình sẽ ký trực tiếp cho cái người mua tiếp theo. Và khi rút hồ sơ thì nó sẽ như thế này nè anh em à. Đây, để mình lấy cho anh em coi mẫu. À, đây nè, thì khi mà rút gốc á thì cái tên của chủ cũ nè sẽ đi thẳng trực tiếp qua chủ mới nha anh em, từ Tân Uyên Bình Dương nè đi về Châu Thành Đồng Tháp nha anh em. Đó, và bên phía công an họ sẽ cấp số tạm và một cái kèo vẹt tạm để mình di chuyển từ Bình Dương tới Đồng Tháp để bấm số mới cho khách nha anh em. Đó, cho nên là nhiều anh em hỏi là tại sao là hồ sơ đã rút cầm tay hay chưa, hay là hồ sơ đã rút về mình hay chưa, thì cũng chia sẻ rõ ràng với anh em cái chuyện đó là nó chỉ xảy ra ở khu vực phía Bắc và những showroom ở ngoài Bắc thì họ mới làm được ở việc đó thôi nha. Còn ở trong Nam mình mà nếu mà rút hồ sơ cầm tay ký bán lại cho anh em thì thủ tục nó sẽ rất là lòng quần và nó sẽ tốn hai lần thuế nha anh em, chứ không phải như ở miền Bắc đâu. Cho nên là ở miền Nam mình hoàn toàn không có khái niệm hồ sơ cầm tay nhé. Khi nào anh em mua của Đạt thì sẽ ký, tức là sẽ thông qua cái ủy quyền là Đạt thôi, chứ còn thực tế thì trên nguyên tắc thì nó sẽ đi từ chính chủ sang tên thẳng của anh em, chứ nó không có ký nối lòng vòng nhé, không có ký nối lòng vòng. Và đây anh em, đây là một siêu phẩm thứ hai trong tháng này mình về cho anh em. Cái này khác cái này nha anh em. À, anh em thấy không, cùng đều là Fortuner máy dầu số tự động, nhưng mà đây là phiên bản đặc biệt, phiên bản thể thao Legender, còn đây là phiên bản tiêu chuẩn nha anh em. Cái này á, mấy anh em trong nghề, cái mã mà đúng TMV nó gọi nội bộ, sử dụng nội bộ là FK, còn cái mã này là FKS nha anh em, tức là bản Sport á. Đây là bản Legender nha. Anh em vào kênh YouTube Đạt Channel như thế này nha, anh em search chữ Đạt Channel, sau đó anh em nhấn vào nút đăng ký kênh và anh em nhấn cái nút chuông đó, có cái biểu tượng mà rung chuông đây nè. Đó, thì cái kênh YouTube của Đạt là cái kênh mà cập nhật nhanh nhất, rõ ràng nhất tất cả các xe mới về của bên Đạt ha. Có nhiều anh em gọi điện khi mà xe đã bán rồi thì rất là tiếc nha, cho nên là anh em nhớ vào kênh YouTube Đạt Channel, bấm nút đăng ký kênh và nhấn cái nút chuông cái bên này để cập nhật nhanh nhất tất cả các xe mà bên Đạt về nhé anh em.